Cái này chắc có cá bụng cá nhau. Ờ dính này, dính cái đầu à. Ui con cá bụng nè. Ui con. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay Thanh đi ra cái mương này thấy nước nó cũng hơi gút gút quá. Thanh ra đây để Thanh mò cá, hay mò thêm mấy cái hang này nè. Thì dạy đây mình kiếm cá vô mình ăn cơm cả nhà. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi mò cá với Thanh nha. Thì đem theo cái thùng. Mò mấy cái hang bên đây thấy hang nó lú lên nhiều hơn vỉnh rồi cả nhà. Chuyện khác, ít thứ hai lời cái 4 cái. Ô, con lươn nè. Rồi, con lươn con cả nhà, con lươn con. Mấy cái hang đó gì mà không có con mèo nữa. Thank you.
con cá chê hết sức, nó vô ống bọng cả nhà. Đâu rồi coi nè, nhỏ xíu. Hết sức luôn. Gặp nó quậy 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 quậy. Quá cái hải sông ở nhà ông cá luôn. Ui, cái này chắc có cá bụt cả nhà ơi. Ờ dính đây, dính cái đầu à. Ui con cá bụng nè. Ui con cá khủng. Khủng lồ. Ui cả nhà ơi, con cá không phải chập á lửa luôn. Thật khiếp luôn. Từ túc ở đẳng mà lại đây mới được có hai em. Ê, có con cá. Ơ coi chừng nó ụt quá ha. Còn cái hang nào nó không sợ nó ụt ra. Ủa, có con cá nó chạy vô đây. Cái này nghe con cá chê á. Ôi cá chê cả nhà ơi. Ừ, hai con luôn. Cá chê, ôi cá chê bự. Chết rồi, cái hang nó không á. Phải có cái len đào á. Thêm một chút xíu nữa là dính rồi. Yên nắng. Quá con cá chê cả nhà ơi. Quá. Ui. Con cá chê trắng nữa cả nhà ơi. Quá chèn con cá chê bự rồi. Cái cũng không có bự hung đâu mà. Ôi da nó đâm cái tay luôn. Vậy là được hai con rồi đó. Cũng chỉ có cái hang nữa. Nãy đã tính cái hang nữa. Trời ơi, con cá nó ụt ra luôn á. Có cái hàng tập bán nữa nè. Thôi đi. Qua bên đó có hàng cả nhà, qua đó nó mát.
Cái gô nó ụt ra. Một em. Cá. Cái gì bự đó? Cái gì bự quá chúa dữ vậy? Ui, ụt luôn rồi. Ui, cái chỗ này cá dữ trời. Cái gì chập á lửa luôn. Cá lóc cái chơi. Cái chơi. Trời, nó ụt vô trong cái quần á. Chú với sình. Mất tiêu rồi. Cái hang này cá nhóc chân nè chị. Nó ụt ra. Cá gô bự. Mấy hàng này cá dữ. Con kiến. Cá gô bự thế nào, cá gô uống luôn luôn. Cá gô. Thank you.
Ôi ôi, một em cá chơi nữa. Vậy là cái hàng đó được hai con cá chơi mà ụt hết con còn một con. Tới cái chỗ đó qua bên kia. Ý là đi chưa hết hang nữa đó mà cá quá vàng dữ rồi. Trời, con chuồn chuồn nó đậu lên gai không hay luôn nè. Đậu nãy giờ không hay. Chưa ngừ cái nè, thêm vào tay nữa cái nhà mò không có sợ cá hay không có kẹp nè. Quá chèn, Thanh đi chưa hết hang nữa đó mà cá một đống rồi. Thanh đi lên luôn, thấy ham quá tính mò thêm nữa mà nắng quá nắng cả nhà. Thì bữa nay Thanh đi mò cá cả nhà ơi. Thanh cho cả nhà xem thành quả của Thanh đi mò cá hôm nay nha. Đây. Được để Thanh đổ nước sình này đi bớt đó. Quá sình. Đó.
cá ngô, cá rô phi với lại mấy cá chơi cả nhà ơi. Quá tràn cá luôn. Ý là mò cái vách bên đó không có cá bằng cái vách bên đây cả nhà ơi. Vách bên đây thấy gì mà cá ở thấy ghê. Nè. Cá một con cá phi bự nè. Với ba con cá chơi, hai cá lồng kiến. Được ba con cá chơi, ba con cá rô phi. Cá rô uống nu rồi cả nhà ơi. Cá rô này á. Uống nè, coi nè. Coi nó ú nè. Đó, bằng cái bàn tay luôn. Cá ốc kiến bự bự không á. Nè. Ú ú không à. Được hai con cá rô phi, ba con cá rô phi, hai cá rô kiến với ba con cá chơi. Mấy cá rô nữa thôi, cái này Thanh đem vô Thanh nấu cơm ăn. Rồi chắc chiều ra đi mò thêm một cặp nữa cả nhà, quá trời cá rồi. Không mò ủ lắm. Thôi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị và các bạn cho Thanh xin một like, một lượt chia sẻ để Thanh có động lực để nhiều video hơn nữa nha. Bye bye cả nhà. Bye bye bye.